Thế nào? 5 tháng rồi vẫn còn không biết lấy này. Thế xong bố cho nó tập lấy được mà. Nó vẫn biết nâng đầu đấy. Bây giờ nặng đầu quá, nó có cái đồ lười. Uốn lười quá nhỉ. Đấy, lại thì còn gì nữa à? Sao tại sao cứ trốn lưỡi thế hả con? Sao lại bảo em đơ con? Anh như này thì bảo em đơ. Thế hai anh em đơ à? Con đừng tin lên em không nâng được đầu đâu. Đừng tin lên em không nâng được đầu đâu. Đừng có động vào em. Đừng động vào em con. Con làm hai anh em bị đau. Con đừng tì tay vào em con ơi. Không, con làm hai anh em biết bị rồi đau. Nhưng mà con đừng có tì tay vào em. Anh em bị đơ ha. Đơ thật rồi, hai anh em đơ thật rồi. Đấy, đầu nâng được cái đấy. Thế mà không chịu lẫy, không chịu lẫy. Lười quá nhỉ. Nặng mông, nặng đầu. Mông anh Dũng thì là chẳng có mông đâu cả. Còn em thì nặng mông. Cái gì? Cái gì? Mẹ con bảo này. Nào 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 nào, nào đi như này bố xem em. Thôi. Để mẹ. Mẹ để con để em bún. Úi giời ơi. Đấy. Hmm. Thế là ai bế nặng nhất? Đấy, thấy chưa? Bún ơi, bún ơi, đi cầu cứu đấy. Đi cầu cứu rồi đấy. Thôi nào, là ta đi nào, không vì mỏi cổ rồi con ơi. Canh canh này. Chán lắm, trốn lấy chán lắm. Ê, canh. Canh ở đây đấy, lại mua tay rồi. Ừ. Chỉ có thế này là dãy dãy này thôi.